Yeah, yeah, hẹn gặp. Dạ lộn. Ok, thì kéo lưới là vậy ha. Chọi cái lồng xuống. Giờ lại hốt thêm một con nữa. Con này to hơn con ấy nữa. Ok, giờ bắt được con này, nhưng mà con này là con cái ha. Thì bụng nó có nhiều trứng quá, thế nó to nữa nên con phải thả nó lại chứ. Chứ không có giữ nó được, tại vì bụng nó quá nhiều trứng luôn. Để lật cái bụng lên cho mày coi. Rồi, đây, giờ coi cái đít của nó nha. Đít của nó nhà mày có trứng nè, đó, thấy không. Mình không giữ được cái con này, mình phải thả nó về. Tại vì nó là con cái, nó có nhiều trứng quá. Ok, bị oversize nữa. Ừ, nó bị oversize nữa, nó to quá rồi, không bắt nó được. Mình thả nó xuống hay là mình chọi thật là mạnh lên. Đây, xong nha. Đây. Rồi, rồi bắt tiêu. Đây, hãy lên những người bắt anh đi. Rồi. Phải dính cá nó được quá vậy. Wow. Chưa quá vậy nha các bạn, chúng ta mới được bắt con cá chép hư bị to luôn nha. Ok, lại thêm một con nữa rất là to luôn. Con này to nhất từ sáng tới giờ luôn mà nó xanh lè xanh lét luôn. Nhưng mà con này cũng là con cái rồi, nó có rất là nhiều trứng cho nên giờ tụi mình cũng phải thả thôi chứ không giữ được. Thả là một người bắt con nhanh mình ha. Rồi, mình lo bắt tới lưng rồi. Đây là phần người 11 tại đây là maximum với 12 thôi. Ok, lại đi từ từ đi. Rồi, kéo lên được con này. Nhưng mà nghĩ là chắc không phải thả rồi, sáng giờ thả con này là con thứ ba rồi. Tại vì con này nó cũng có trứng rồi.